Tôi thường hay bị đau vùng sườn và lưng, đau đến mức không thể nhúc nhích được. Tôi quyết định đi khám. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị sỏi thận. Sỏi tiết niệu là bệnh khá thường gặp ở nước ta, chiếm tỷ lệ 5-10% dân số, chiếm 30% bệnh lý thận tiết niệu. Tỷ lệ mắc sỏi thận tái phát nếu không được theo dõi điều trị sau 1 năm là 10%, 3-5 năm là 30%, sau 5 năm là 50%. Sỏi thận tiết niệu nếu phát hiện sớm, chọn đúng phương pháp điều trị sẽ hết sỏi, không ảnh hưởng đến chức năng của thận, hạn chế tái phát. Nếu không, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm nặng nề như tăng huyết áp, viêm thận bể thận mạn, ứ mủ thận, suy thận cấp và đặc biệt suy thận giai đoạn cuối phải điều trị thay thế thận. Hiện nay, có các phương pháp điều trị sỏi tiết niệu như điều trị nội khoa, mổ hở, tán sỏi nội soi, lấy sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể. Việc quyết định lựa chọn phương pháp điều trị dựa vào các tiêu chí sau: vị trí sỏi, kích thước, mật độ của sỏi và chức năng của thận. Những năm gần đây, nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, điều trị sỏi thận tiết niệu đã có những tiến bộ vượt bậc. Bệnh nhân phải phẫu thuật chỉ còn dưới 10%. Bằng việc áp dụng những thành tựu vượt bậc trong các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, công nghệ và trang thiết bị nội soi, sử dụng máy tán sỏi, Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn đã hoàn tất việc thành lập Trung tâm chuyên sâu điều trị phẫu thuật sỏi niệu. Với trung tâm điều trị sỏi mới này, bệnh nhân đến điều trị sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn sẽ tăng cơ hội được chữa lành hoàn toàn căn bệnh này mà không mất quá nhiều thời gian, tiền bạc. Trung tâm chuyên sâu điều trị phẫu thuật sỏi niệu thuộc khoa ngoại tiết niệu thành lập từ năm 2000 do bác sĩ Vũ Đình Kha làm trưởng khoa với 3 bác sĩ, 2 kỹ thuật viên và 10 điều dưỡng. Trung tâm chuyên sâu điều trị phẫu thuật sỏi niệu được trang bị các loại máy móc hiện đại như MSCT 64 lát cắt, máy tán sỏi ngoài cơ thể SDS 5000 plus do Hàn Quốc sản xuất, hệ thống phẫu thuật nội soi CanStore, máy laser Homium do Đức sản xuất. Bên cạnh đó, với 20 giường nội trú đầy đủ tiện nghi, trung tâm chuyên sâu điều trị phẫu thuật sỏi niệu sẽ giúp bệnh nhân hoàn toàn hài lòng và yên tâm khi đến điều trị sỏi niệu tại đây. Hiện nay, Trung tâm chuyên sâu điều trị phẫu thuật sỏi niệu Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn đang áp dụng hầu hết các phương pháp điều trị sỏi hiện có trên thế giới. Trong đó, đáng kể nhất là đưa vào sử dụng hai máy tán sỏi thế hệ mới SDS 5000 Plus do Hàn Quốc sản xuất và máy tán sỏi laser Homium do Đức sản xuất. Việc đưa máy tán sỏi ngoài cơ thể thế hệ mới vào điều trị sỏi tiết niệu tại đây có thể xem là một bước đi mới của bệnh viện trong việc chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến sỏi. Tán sỏi ngoài cơ thể không những giảm tối đa các chỉ định mổ thông thường, ít gây đau, giảm số ngày nằm viện, mang lại hiệu quả kinh tế và sức khỏe. Sau khi được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán lâm sàng, bệnh nhân sẽ được chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể. Tán sỏi ngoài cơ thể thường được áp dụng cho các trường hợp sỏi thận nhỏ hơn 2cm và sỏi niệu quản, trừ sỏi niệu quản khung chậu, mà không có dị dạng tiết niệu phối hợp. Trên phim chụp có tiêm thuốc cản quang UIV, đường tiết niệu phải thông suốt. Những trường hợp có bệnh lý về tim mạch, bệnh chảy máu, vẹo cột sống sẽ được bác sĩ chuyên khoa cân nhắc cụ thể. Được bác sĩ chỉ định điều trị sỏi thận bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, sau tán sỏi tôi thấy khá yên tâm về phương pháp điều trị này. Cảm giác đau không nhiều trong suốt quá trình tán sỏi. Hơn nữa, khi đến khám tại bệnh viện, tôi được đội ngũ y bác sĩ và nhân viên tại bệnh viện chăm sóc khá là chu đáo, tận tình. Hy vọng với trung tâm điều trị sỏi niệu này, bệnh nhân bị sỏi niệu sẽ có thêm lựa chọn để điều trị dứt điểm các bệnh.